Kính thưa quý vị, trong phần trả lời kiến nghị cử tri Hà Nội về thanh tra kiểm tra các ngân hàng trong phát hành tư vấn trái phiếu doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng. Trên cơ sở kết quả thanh tra, cơ quan quản lý tiền tệ đã ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các ngân hàng có hành vi vi phạm. Trong thời gian qua, công tác thanh tra giám sát được Ngân hàng Nhà nước xác định trọng tâm, nhất là tập trung vào các hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm, việc chấp hành quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn. Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm các ngân hàng để xảy ra các vi phạm đã cảnh báo, ngân hàng chậm khắc phục sai phạm. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế về hoạt động thanh tra theo hướng chặt chẽ và phù hợp chuẩn mực quốc tế. Trong năm 2022, thanh tra giám sát ngành ngân hàng đã triển khai 1.420 cuộc thanh kiểm tra, gồm 1.034 cuộc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch và 385 cuộc thanh kiểm tra đột xuất. Theo chủ trương của Chính phủ, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong toàn dân, các thành phần và đối tượng. Cộng đồng doanh nghiệp cũng đã có nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo luật sửa đổi này. Góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi, doanh nhân Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Anh, có 25 ý kiến đề cập đến quyền công dân đối với đất đai, giao đất cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất. Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, doanh nhân Nguyễn Nam Phương thấu hiểu những khó khăn vướng mắc thường gặp phải trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê. Đối với khu vực đô thị và quy hoạch phát triển đô thị, hiện chủ đầu tư không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô. Điều này khó thu hút đầu tư và nếu được bán 50% nền thương phẩm trên tổng diện tích của dự án, chủ đầu tư sẽ có thêm nguồn lực tài chính để thực hiện dự án. Hướng mở cái chỗ nào? Hướng mở là bây giờ cho cái nhà đầu tư đó là bán chuyển nhượng 50% đất nền, nhưng mà phải hoàn thành hạ tầng đồng bộ, là công viên, cây xanh, rồi khu xử lý nước thải và điện nước đầy đủ. Thì lúc đó là cho ba chuyển nhượng 50% đất nền. Và khi anh chuyển nhượng được 50% đất nền rồi thì phải làm ngay thủ tục công trình xã hội trên đất, tức là cho phân kỳ đầu tư. Doanh nhân Lê Đình Thắng góp ý, quy định của các tổ chức kinh tế nhận đất nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận, trong đó có giải pháp vốn đầu tư, thời hạn sử dụng đất, tiến độ sử dụng đất là chưa hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp. Bởi vì là họ chưa mua đất được, nên là không thể lập cái phương án sử dụng đất của người dân đang sử dụng, nên là phải cho doanh nghiệp là phải nhận chuyển nhượng trước và cái ý kiến đó là được tỉnh chấp thuận. Rồi sau đó thì doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng rồi mới lập được phương án sử dụng đất. Luật sư Bùi Thanh Yến cũng có những trăn trở liên quan đến lĩnh vực đất đai mà dự thảo luật lần này cần phải có sự thống nhất. Theo luật sư, cần phải có sự thống nhất giữa luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Ví dụ như là một số những cái quy định mà tôi thấy nó cũng khá là phổ biến, như là vấn đề công chứng chứng thực. Thì luật hiện tại thì quy định là đối với những cái công ty kinh doanh bất động sản thì những cái hợp đồng thì không cần phải chụp chứng thực. Tuy nhiên cái quá trình thực tiễn thì tôi thấy nó dẫn đến nhiều những cái hệ lụy. Cho nên là vừa rồi khi đóng góp ý kiến và dự thảo luật đất đai sửa đổi thì tôi có đề nghị là một số những cái hợp đồng liên quan trong cái lĩnh vực mà kinh doanh bất động sản thì đề nghị là vẫn đưa những cái quy định bắt buộc phải công chứng nhân thực. Dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ kết thúc thời gian lấy ý kiến vào ngày 15 tháng 3. Với rất nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp xác đáng, hiện cộng đồng doanh nghiệp cũng đặt rất nhiều kỳ vọng luật đất đai sửa đổi sẽ tháo gỡ những vướng mắc khó khăn và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp thêm yên tâm đầu tư, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân khi luật đi vào cuộc sống. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết, từ ngày hôm nay 13 tháng 3, tại Hà Nội sẽ có thêm một trung tâm đăng kiểm 2907D, Du Nội Đông Anh Hà Nội hoạt động trở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động ở Hà Nội lên 10 đơn vị. Trung tâm này sẽ vận hành một dây chuyền kiểm định với 3 đăng kiểm viên, dự kiến mỗi ngày kiểm định được từ 60 đến 70 xe. Dự kiến trong tuần này sẽ mở thêm 5 trung tâm nữa. Nghệ An là địa phương có số cá thể voi rừng nhiều thứ 3 của cả nước. Tuy nhiên, vì vùng sinh cảnh sống bị tác động mạnh, ngày càng thu hẹp nên đã đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của đàn voi. Hiện các cấp ngành liên quan đã và đang tìm cách bảo tồn, phát triển voi rừng cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản người dân.
Nhưng công việc này hiện nay đang gặp phải không ít những khó khăn và thử thách. Hai mẹ con voi rừng này được người dân phát hiện khi đang tìm kiếm thức ăn tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu vào ngày 23 tháng 10 năm 2022. Thế nhưng, chỉ sau đó 4 tháng, người đi rừng đã phát hiện xác của cá thể voi mẹ nằm sâu trong rừng tự nhiên, cách khu dân cư chừng 3 km. Lúc này, xác con voi hơn 60 năm tuổi đang bị phân hủy nặng, chỉ còn da và xương. Tuổi đời của voi là nó thường sống khoảng độ từ 60 đến 70 tuổi. Do đó là cái cá thể voi ở Quỳ Châu thì nó cũng ở trong cái giai đoạn này, tức là nó cũng ở tuổi là rất già rồi. Thì cũng có thể là một trong cái nguyên nhân là voi chết. Trước đây, Nghệ An có diện tích rừng tre nứa chuối làm thức ăn cho voi chiếm khoảng 1.500 hectare, nhưng nay đã bị thu hẹp. Nguồn thức ăn của voi khan hiếm vì rừng tự nhiên giảm xuống, đất rừng bị chuyển đổi để trồng cao su, keo tràm. Ngay như xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, mấy năm trước phải bàn giao 4.000 hectare đất rừng cho doanh nghiệp chuyển sang trồng cao su, nên đàn voi thiếu nguồn thức ăn trầm trọng, dẫn đến phải xuống tận thôn bản để tìm thức ăn. Khu vực vùng đệm của vật giá vụ mạ thì chính quyền địa phương và người dân phát triển kinh tế rất nhiều, dẫn đến một số cái diện tích rừng tự nhiên bị chuyển đổi, dẫn đến thu hẹp cái nguồn thức ăn của voi. Thì quá trình đó thì voi thường xuyên xuất hiện ra ngoài khu vực dân cư nhiều hơn, dẫn đến là có cái xung đột giữa voi và người. Nghệ An đã xây dựng đề án khẩn cấp bảo tồn voi hoang dã từ năm 2013 với nguồn kinh phí dự kiến trên 87 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế, nguồn kinh phí được phân bổ đến nay mới chỉ được 1/4 kế hoạch. Bên cạnh đó, việc hợp đàn, kết đôi sinh sản cho các đàn voi rừng đơn lẻ gặp nhiều khó khăn, phức tạp, khiến công tác phát triển bảo tồn đàn voi gặp muôn vàn trở ngại. Cái kinh phí chỉ được bổ trì cho cái nguồn đầu tư thôi, còn cái nguồn mà sự nghiệp mang tính chất đầu tư thì không có, cho nên đó là một trong những cái khó khăn của khi thực hiện dự án. Thì vừa rồi cũng đã có vài ba cuộc hội thảo về cái vấn đề này, mà hội thảo thì đang mang tính chất kỹ thuật thôi, còn để mà xác định được cái nguồn vốn đầu tư như thế nào thì đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 đàn voi với khoảng 14 đến 15 cá thể voi hoang dã. Đây là địa phương có số voi hoang dã lớn thứ 3 cả nước, chỉ sau Đắk Lắk và Đồng Nai. Tuy nhiên, trong số 5 đàn voi thì có đến 3 đàn đơn lẻ không có khả năng phát triển. Hiện voi rừng đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa, giảm sút số lượng nếu như không sớm có những giải pháp quyết liệt hơn để bảo vệ loài voi. Thưa quý vị, hiện nay tại khu vực mỏ đá Lân Đâm 3 thuộc xóm Thống Nhất, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, phía trên đỉnh núi có một số khối đá có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm cho tài sản và tính mạng của nhân dân. Phía chân núi có một số hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng và đã bị hư hỏng tài sản vì đá rơi. Dù nguy hiểm rình rập nhiều tháng nay, nhưng người dân vẫn không thể di rời đi nơi khác do chưa đồng thuận với mức hỗ trợ từ phía đơn vị khai thác đá. Đây là những tảng đá lớn nặng hàng chục tấn rơi từ trên vách núi xuống sát căn nhà của ông Triệu Văn Cần, xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, còn sót lại tại vườn. Ông Cần cho biết, gia đình đã sinh sống tại đây nhiều năm. Tuy nhiên, từ năm 2021 trở lại đây, tình trạng đá rơi mới xuất hiện. Theo người dân, từ khi mỏ đá Lân Đâm 3 của công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng hoạt động, nổ mìn, người dân đều cảm thấy bất an vì đá từ trên cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. May là không ai ở nhà, toàn đi làm đồng hết vì chúng tôi là nông thôn, nên là không có thiệt hại về người mà chỉ là tài sản hoa màu của dân thì chúng tôi là bị thiệt hại. Và các cấp chính quyền cũng đến khảo sát thì kiểm tra đến, nhưng mà chúng tôi hỏi là nguyên nhân cơ bản là ở đâu thì bây giờ thì vẫn chưa cấp nào trả lời chính xác cho chúng tôi. Theo người dân, đá không chỉ rơi vào vườn, khu vực chăn nuôi mà còn rơi xuống đường, ruộng sản xuất. Họ mong mỏi sớm có câu trả lời thỏa đáng từ chính quyền địa phương để yên tâm sinh sống. Bây giờ nhà cửa không dám ở nên nào cũng đã đổ sập mất mấy chỗ, mỗi lần nổ là một lần rung nhà đổ mất góc nhà rồi. Thế còn một cho nên là tôi không dám ở, phải đi nhờ ở nhờ nhà con. Tinh thần chúng tôi lúc nào cũng hoảng loạn, sợ mưa, sợ gió, sợ tất cả những cái gì bất chợt là nó lăn xuống, tại vì bây giờ họ nổ mìn, nó rung nó nở tất cả các hòn đá trên cao, không biết bất chấp lúc nào nó lăn. Đá rơi đã trở thành nỗi ám ảnh của các hộ dân xung quanh. Dù nguy hiểm, nhưng người dân nơi đây vẫn chưa thể di rời
vì mức hỗ trợ đền bù quá thấp. Chúng tôi không thể đồng ý được cái giá nó quá là không cân bằng với cuộc sống của chúng tôi. Nếu làm được nhà thì không có đất, nếu mua được đất thì không làm được nhà. Đá nó lăn về sát nhà phá tan hết cả chuồng trại. Nên là nó rất là nguy hiểm. Nên là tôi là bây giờ là phải bỏ nhà để đi ra nơi khác ở. Do khu vực sạt lở nằm sau mỏ đá Lân Đam Ba của công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng, nên chính quyền địa phương đã đề nghị công ty tạm dừng nổ mìn khai thác, phối hợp khắc phục hậu quả và lên phương án hỗ trợ di dời 4 hộ dân trong vùng. Tuy nhiên, do chưa đồng ý mức hỗ trợ của công ty, nên đến nay việc di dời vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Doanh nghiệp thì cũng vì cũng liên quan tác động ít nhiều thì người ta cũng đã có những cái trách nhiệm nhất định là hỗ trợ cho người dân là đủ điều kiện để di dời ra chỗ khác, dân tự bố trí chỗ ở. Thứ hai là phần xây dựng nhà cửa thì doanh nghiệp đã hỗ trợ là theo cái chi phí là sẽ đảm bảo xây được một cái công trình nhà ở tương đương như bây giờ. Thế tuy nhiên thì về phía người dân, cái mong muốn của họ là với số tiền di dời nó phải lớn, thế cho nên doanh nghiệp là không đáp ứng được. Để đánh giá nguyên nhân và mức độ nguy hiểm sạt lở tại khu vực núi đá, Ủy ban dân huyện Đồng Hỷ sẽ chủ trì và họp với đơn vị tư vấn để đánh giá, xác định các nguyên nhân, nguy cơ điểm sạt lở và thuê đơn vị có chuyên môn tổ chức thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng cam kết tạm ứng kinh phí để tổ chức thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn, khảo sát, tổ chức triển khai khi có kết quả đánh giá, cũng như gửi phương án tổ chức di chuyển 4 hộ dân bị ảnh hưởng về Ủy ban nhân dân huyện để làm căn cứ thực hiện.